ngày 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an thành phố Biên Hòa tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1991, quê thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu T, sinh năm 2007, là con gái riêng của người phụ nữ đang chung sống với Bảo. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 19 tháng 4, người dân nghe tiếng kêu cứu của cháu T trong phòng trọ ở một con hẻm trên đường Trần Văn Xã, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa nên lại gần, phát hiện cháu T đã nằm bất động với nhiều vết thương trên người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt hiện trường, điều tra vụ việc và bắt giữ Bảo. Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên dùng dao tấn công T, khiến nạn nhân tử vong.